đây, em chào anh Đức. Lâu lắm mới gặp. Lâu. Hôm nay thì anh cũng gọi là đang có một cái số chương trình về kiểu học viên. À. Thì em cũng đã tốt nghiệp rất là lâu rồi. Vâng. Cũng chưa có cái thời gian mà anh em mình có thể ngồi lại. Vâng. Xem là đoạn này công việc như thế nào. Thế thì có những cái chương trình như thế này thì nhà trường đang có cái đang muốn tổng hợp lại, ghi nhận lại những cái quá trình mà phát triển của học viên của mình và bây giờ công việc của các em là như thế nào. Thì hôm nay thì các anh đến đây là cũng mà Việt Nam một chút là mong em có thể là có những cái chia sẻ dành cho những cái bạn học viên cái khóa sau của mình đấy. Thế thì đầu tiên thì anh cũng được biết là Trung là sau khi tốt nghiệp ra trường này cũng đi làm một số đơn vị. Vâng. À, bây giờ cũng về làm việc với cái hệ thống của Cổng Vàng. Đúng rồi. Thì anh cũng được biết là nó cũng là một cái ngành mình nói là nó hơi trái ngành một chút so với những MB. Đúng rồi. Cái ngành MB. Thì em có thể là đánh giá là cái sau khi em có thể chia sẻ một chút là khi mình tốt nghiệp ra trường thì mình trải qua những công việc như thế nào cho đến công việc hiện tại thì em có thể là chia sẻ với các bạn. Vâng, thì cũng chia sẻ với anh Đức là em ra trường học NIT ICT trường mình là em tốt nghiệp năm 2012. Thì ra trường thì cầm về tấm bằng về công nghệ thông tin thì cũng như những bạn trẻ khác thì em apply vào một công ty cũng về khoảng 200 nhân sự về công ty đây là công ty cổ phần ETC. Công ty cổ phần ETC nó chuyên về quản lý về cái máy POS của các hệ thống ngân hàng, là cái máy mà mình quẹt thẻ đấy. Đấy thì có hai ngân hàng lớn của Việt Nam là đều ký kết ETC, đó là Vietinbank và Vietcombank. Thì em làm ở đó công tác đó khoảng 5 năm. Thì trong 5 năm đấy thì những cái kiến thức học ở trường NIT cũng đã giúp ích em rất nhiều khi là em đạt được những thành tựu cụ thể như là sau 2 năm làm việc thì lên được phó phòng IT. Phòng đấy gọi là tên em là phòng phần mềm, tức là chuyên hỗ trợ bên ngân hàng. Thì đến 2017 thì cũng phong trào startup cũng nổi lên rất là nhiều. Thế là cũng nghe một ông anh hàng xóm cũng rủ là thôi làm thuê làm gì, tự làm thôi, chúng ta ra mở công ty làm. Thì cũng khoảng lúc đầu cũng rất là suy nghĩ vì đợt đấy cũng sắp cưới vợ, cũng cần sự ổn định. Bây giờ mình lại bắt đầu ra một công việc mới, lại bắt đầu lại từ đầu, tương lai thế nào đây. Tuy nhiên với những cái kiến thức đã học về công nghệ thông tin thì em thấy cái mảng anh ý rủ là mảng thiết kế website và marketing online, là chạy quảng cáo về Facebook hay là Google, thì cũng thấy rất là phù hợp với cái ngành công nghệ 4.0 bây giờ. Đấy, mình cũng sẽ đúng cái xu hướng của thời đại này. Thế là cũng quyết tâm là hai anh em ra và cũng khởi nghiệp là với khoảng độ 10 nhân sự. Tuy nhiên là trong cái quá trình startup thì kinh nghiệm nó về cái quản trị nó chưa có nhiều. Cho nên sau khoảng 1 năm thì hai anh em cũng có quyết định mới, đó là lại đi quay trở lại làm thuê cho những chỗ khác. Tâm sự thật là như thế, cũng có những cái thăng trầm, cũng có những cái ý tưởng là cũng muốn nhảy ra ngoài. Đúng rồi, quản trị mình chưa đủ mạnh. Là mình có, đúng không? 2017 là em mới có 30 tuổi. Đấy. Thế là cũng quay lại gửi CV, apply và với những cái chứng chỉ và những cái tấm bằng học từ NIT thì rất may là bên Cổng Vàng họ là người chủ động, họ nhìn thấy CV của em và họ đã gọi tới điện thoại của em và muốn được phỏng vấn. Thì sau khi phỏng vấn thì đạt thì em đã công tác ở Cổng Vàng này được 1 năm, chuyên ngành chính là marketing và quản lý sale, là về chuyên về mảng bia. Thì cũng có mọi người nếu mà nghe qua cái quá trình làm việc của em cũng thắc mắc là tại sao từ một công ty công nghệ bây giờ lại chuyển sang một ngành là F&B, food and beverage, là đồ uống. Thì nói thật là cái đấy nó là do con người của mình qua những cái biến đổi trong khi làm việc thì mình nhận thấy những điểm mạnh, điểm yếu của mình và không có gì là thừa cả. Những cái kiến thức về công nghệ thông tin thực sự giúp ích em rất nhiều trong cái quản trị về website và Facebook. Đấy, hiện tại em có một cái website về bia thủ công vừa mới launching ngày tháng 10 năm ngoái, cũng có đại sứ quán Mỹ đến, cũng có fan anh MC đến, cũng có tất cả rất nhiều KOL đến. Đấy, tức là nếu mình không có kiến thức về IT thì mình không thể nào mà chạy được quảng cáo Facebook, không thể nào mà làm website, làm sao mà cho đánh được đến lan tỏa tới nhiều người. Như vậy là các công việc trong vòng 8 năm em đi làm thì IT đều có giúp ích em rất là nhiều. Đấy, chia sẻ như thế. Ngoài ra thì trong những năm tháng học ở NIT thì nó hun đúc cho em những cái thói quen, đó là khi một công việc đến mình phải xử lý ngay lập tức vì cái thói quen sẽ quyết định nên cái cuộc đời của con người. Có những người sẽ đợi công việc này chuyển cho người khác, chuyển người A, người B, hoặc là có thể delay, trì hoãn, chưa làm vội. Thế này chưa vội, nhưng mà với một người làm logic với cả học về IT thì em luôn luôn xử lý công việc làm sao là nó phải hợp lý tối ưu nhất và luôn luôn là kết quả sớm nhất.
đây là cái chia sẻ qua chia sẻ một chút là cái khi mà mình bắt đầu mà mình đi làm về công nghệ ấy, thế thì cái lúc đấy thì em khi mà mình vừa tốt nghiệp thì mình đi làm về công nghệ, em có cảm giác như là có cảm thấy là mình hơi run hoặc hơi lo sợ đối với cái yêu cầu mà doanh nghiệp họ yêu cầu đến mình hay không? Có, cái đấy cũng rất là thật, là con người thì ai cũng có cái tính sợ là đứng trước đám đông. Tuy nhiên là cũng có cơ duyên là, tức là anh hỏi có không liên quan gì đến về công nghệ đúng không, hay là hỏi về tính cách hay là nhỉ? Em không, tức là ví dụ như là hôm nay là em đến doanh nghiệp của anh đi, vâng, đấy em là em trong cái tâm trạng em vừa mới ra trường đúng không, à rồi, và anh là đang làm một doanh nghiệp về công nghệ đúng không, rồi ạ, và những cái gì mình học vừa mới học xong ở trường, vâng, thì có bao giờ mình sợ rằng nó không đáp ứng được cái yêu cầu mà bên công việc mới của mình đang chuẩn bị làm? À không? Cái đấy là cái điều chắc chắn là cái điều đấy có lo sợ, nhưng mình sẽ vượt qua bằng cách là tất cả kiến thức của chúng ta học thì đều là học thực tế, học thực hành. Những cái kiến thức của nhà trường là những kiến thức cơ bản thôi. Đấy, nó tạo nên cho mình là những cái gọi là cái basic, cái nền tảng thôi. Vâng. Còn mình ra đời, mình ra cuộc sống, mình ra làm việc thì mình sẽ phải vừa làm và vừa học. Đấy, như vậy. Và em không có gì là run sợ cả. Đấy. Em có thấy là cái kiến thức ở trong trường mình học ấy, vâng, đối với bên ngoài này nó có xa rời quá không, hay là bởi mình đang học là học theo cái văn bằng và cái chương trình của quốc tế rồi, à thì với cái tấm bằng mà được cấp từ quốc tế như thế và cái chứng chỉ quốc tế cấp như vậy thì em rất là tự tin, và những cái kiến thức đấy thì giúp em rất nhiều trong cái việc lĩnh hội những cái kiến thức mới, là với những cái kiến thức nền tảng như vậy thì em lĩnh hội những cái kiến thức mới rất là nhanh. Và thế thì ngày xưa trong quá trình học thì mình có cái kỷ niệm nào đối với nhà trường không? Thì ấn tượng nhất của em là đợt vào năm thứ hai, không nhớ là năm đầu tiên hay năm thứ hai, thì nhà trường mình có tổ chức một cái buổi gọi là 8 tháng 3 thì phải. Thế như là tổ chức ở một cái địa điểm rất là sân khấu rất là lớn, không phải ở trường. Đúng rồi. Em nhớ là như vậy. Đấy, thì em cũng có ấn tượng là tình cảm về thầy trò, về những học sinh cũ mới, về những cái hoạt động văn hóa rất là làm em thấy rất phù hợp. Vì em là người rất là sôi nổi, thích văn nghệ. Đúng rồi. Đấy, cho nên là rất yêu thích là, vâng, rất yêu thích những cái hoạt động ngoại khóa của trường tổ chức, và em thấy nó tổ chức rất là quy mô và chuyên nghiệp, nó rất là ấn tượng. Ok, thế là thế mà nếu mà có một cái góp ý cho nhà trường, vâng, thì để nó phát triển nó tốt hơn, phù hợp với cả giới học viên cho các em hơn, vâng, thì em góp ý điều gì đối với nhà trường? À, về góp ý thì kể cả chương trình học này, kể cả hoạt động cho các em này, đấy, thế thì nếu có góp ý thì em sẽ góp ý cái điều gì? Nếu mà để mà góp ý về chương trình học thì chương trình học của mình có thể là nó hơi ngắn một chút, nên em nghĩ là kéo dài thêm 1 năm là 3 năm thì nó sẽ phù hợp hơn, sẽ có thêm nhiều kiến thức cho các bạn ý, trang bị được cái nhiều kiến thức cơ bản hơn. Còn về hoạt động trong trường thì là em nghĩ là 1 năm nên tổ chức một buổi đi ngoại khóa như dã ngoại chẳng hạn, đấy mình có thể đi chơi với nhau, thầy trò đi với nhau, đấy thì nó sẽ gắn bó tình cảm hơn. Đó. Cái đấy thì hiện tại trao đổi với chung là nhà trường là cũng có cái chương trình dã ngoại năm nào tuyệt vời. Trong những năm trở lại đây là cũng vừa để cho em nhận thấy rằng là cái cuộc sống của mình đang rất là may mắn cho nhiều người. Thì là cái chương trình của mình là kết hợp với đi thiện nguyện. Đến một cái điểm nào đấy mà có người ta có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, mà nó phải là cộng đồng. Đúng để rồi. Cho các em mới thấy được là mình đang còn may mắn hơn so với rất nhiều người, có động lực để các em học tập hơn. Giống cặp lái yêu thương đấy, đúng không? Chính xác. Rồi sau đấy là sau cái chương trình thiện nguyện xong là em đi dã ngoại luôn, đến địa điểm gần đấy, thì đúng là thầy trò vui vẻ với tuyệt nhau. Tuyệt vời quá. Đấy. Thì đấy là chương trình mà đã tổ chức trong những năm trở lại đây. Vâng. Thì trong cũng rất nhiều bạn học viên là đi tốt nghiệp ra trường thì có những người đứng ở vai trò là chủ doanh nghiệp, tự mở ra, có những người đang vai trò lãnh đạo của một tổ chức, có những người thì đang làm cũng khởi nghiệp và cũng làm những công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Để mà được thành công như thế thì mọi người, thì mỗi một con người là cũng sẽ có một cái bí quyết riêng. Thế trên góc độ của Trung bây giờ là Trung cũng bây giờ cũng lên cái vị trí là quản lý rồi. Thì để mà, tức là từ em có thể chia sẻ từ bản thân em là cái bí quyết gì hoặc là cái lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ bây giờ, thì bạn ấy có thể là dựa vào đấy để mình có thể là học tập tốt hơn này, sống tốt hơn này, có cái mục tiêu lý tưởng nó tốt hơn với công việc của mình sau này, nói chung là để được nhiều nhiệm vụ với hiện tại như bây giờ chẳng hạn. Đấy. Chia sẻ với mọi người thì nếu mà với bí quyết bản thân em thì em có 2 cái câu châm ngôn trong cuộc sống, đó là đường tuy dài, đường tuy ngắn nhưng mà không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm không bao giờ nên. Có nghĩa là cái việc gì khi mình mới ra trường thì từ những cái việc nhỏ nhặt nhất mình cũng sẽ làm, vì đó là những cái kinh nghiệm cho mình. Ví dụ đánh văn bản cái Excel
hoặc một cái văn phong và email là các bạn cũng phải học, chứ không phải là mình ra trường là mình không phải học gì cả. Là những cái việc nhỏ nhất là mình cũng học để mình có tích lũy kinh nghiệm. Đấy, cái việc cái châm ngôn hai cuộc sống của em đó là đường dài sông rộng, không phải là đường dài sông rộng mà vì do mình nghĩ nó khó khăn thôi. Đấy, tức là một cái công việc nó khó tưởng chừng rất khó, nhưng đấy là do khi mình nghĩ nó khó thì nó sẽ khó, còn mình nghĩ nó đơn giản mình làm thì kiểu gì nó sẽ thành công. Đấy, thì có đấy là hai cái kim chỉ nam cho cuộc sống của em là như vậy. Dạ. Ok em. Vậy thì mặc dù là không còn làm trong ngành nữa, dạ, em có đánh giá như thế nào về cái ngành công nghệ thông tin hiện tại và trong tương lai? À, nó có rộng mở với tương lai của các bạn hay không này? Hay là hướng trong người em đánh giá cái tầm quan trọng của nó đi? Cái ngành công nghệ thông tin thì không phải riêng ở thế giới mà bây giờ Việt Nam đã cực kỳ gọi là phát triển rồi. Vì tương lai thì mọi cái đều phải liên quan đến công nghệ thông tin, như là Big Data hay công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Đấy, và thực sự như mình nhìn sang những cái doanh nghiệp lớn như kể cả Cổng Vàng đây, họ cũng bắt đầu chuẩn bị chuyển mình. Hay như Vingroup chẳng hạn, một tập đoàn lớn nhất Việt Nam, họ cũng bắt đầu ưu tiên về cái ngành công nghệ thông tin. Như vậy là cái ngành công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn của mọi nước trên thế giới. Thì bất kỳ cái lĩnh vực nào cũng được phải áp dụng ngành công nghệ thông tin vào. Thì bản thân em cũng đầu có chia sẻ là trong quá trình làm việc thì bây giờ lúc nào em cũng phải dính liền đến cái máy tính và cái càng ngày càng phải học về công nghệ thông tin. Đấy. Như là quản trị website đấy, hoặc là target về Facebook khi quảng cáo. Cái đấy là em đều phải biết thì mới quản trị được. Đó. Rồi ok, em rất là cảm ơn những cái chia sẻ từ Đài Long của mình. Vâng. Đối với các bạn là học viên khóa sau. Vâng. Và cũng xin chúc em với gia đình, đặc biệt là đầu tiên là chúc em với cả công việc đi. Vâng. Luôn luôn là phát triển và có gặp nhiều cái thành đạt hơn nữa. Dạ vâng. Chúc em cùng với gia đình chuẩn bị đón một cái tình yêu sắp tới. Dạ. Đấy là cái trọn vẹn và chúc em và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Dạ vâng. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng, em cũng chúc nhà trường là luôn luôn vững mạnh phát triển. Và hy vọng là những buổi thực nghiệm tới thì có thể em có thể tham gia cùng nhà trường. Rồi, vì okay, em cũng rất thích những hoạt động như vậy. Rồi, okay, cảm ơn anh Đức. Rồi.